Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Hưng Yên và các huyện Tiên Lữ, Phù Cử với chuyên đề về giáo dục và đào tạo. Báo Quân đội Nhân dân tặng hệ thống xử lý tế bào tầm soát ung thư cổ tử cung cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tỉnh ta có hơn 200 người phải điều trị dự phòng dại vì chó mèo cắn. Cần xử lý tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm lán để xe ô tô ở thành phố Hưng Yên. Mục thông tin cùng nhà nông có hướng dẫn cách phòng trừ sâu đục cuống quả, nhãn vải. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Hưng Yên và các huyện Tiên Lữ, Phù Cử với chuyên đề về giáo dục và đào tạo. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh; Phạm Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Trần Văn Quý, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại hội nghị, các cử tri đã nghe báo cáo về những thành tựu nổi bật, những khó khăn, hạn chế của ngành giáo dục trong thời gian qua. Cử tri đánh giá cao hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có nhiều đổi mới về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là chuyển biến tích cực của ngành giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó, các cử tri cũng phát biểu kiến nghị với đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số vấn đề mà cử tri quan tâm như việc đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, sáp nhập các trường học, chuyển đổi mô hình trường học tự chủ về tài chính, chế độ chính sách cho giáo viên, thừa thiếu giáo viên giữa các địa phương, các cấp học, tình trạng bạo lực học đường, dạy thêm, học thêm. Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Xuân Tuyên đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền. Cụ thể, liên quan đến việc sáp nhập trường học, gồm nhiều bậc học, chuyển đổi sang mô hình trường học tự chủ về tài chính, đồng chí đề nghị Sở Nội vụ, Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể chi tiết. Về vấn đề thừa thiếu giáo viên, đồng chí yêu cầu các huyện thành phố phải ra soát thực tế, từ đó có sự điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu. Đồng thời tiếp thu ý kiến cử tri về việc đầu tư cho các trường, còn phòng học tạm, học nhờ, chú trọng quan tâm đầu tư phòng chức năng, nhà vệ sinh, công trình nước sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để các nhà trường có điều kiện dạy tốt, học tốt. Đồng chí cũng đề nghị phụ huynh học sinh tiếp tục dành sự quan tâm cho sự nghiệp giáo dục, tham gia xã hội hóa, xây dựng cơ sở vật chất, lắp đặt camera an ninh tại các nhà trường, xây dựng mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, góp phần giáo dục tư tưởng đạo đức, giảm thiểu bạo lực học đường. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp xem xét cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến việc sáp nhập tinh giản biên chế một số cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh và việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số ban ngành trong tỉnh. Phiên họp đã thông qua dự thảo tờ trình về việc thành lập trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, thành lập Trung tâm Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên quản lý, thành lập Trung tâm Quan trắc Thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp, ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 17 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Ban hành quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 47 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, việc sáp nhập các cơ quan đơn vị mục đích là để tinh giảm biên chế, tinh giảm bộ máy lãnh đạo. Tuy nhiên, việc sáp nhập phải đảm bảo các đơn vị có ngành nghề tương đồng, đối với trường học phải ưu tiên những nơi giáp danh, giáp cư, đối với cơ sở y tế phải nhằm mục đích nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Về việc xây dựng chính quyền điện tử, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, đây là nhiệm vụ phải làm và cần làm ngay, do đó các đơn vị cần bám vào các tiêu chí cụ thể của Chính phủ để xác định vị trí của mình và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, hợp lý.
khẩn trương rà soát lại đội ngũ cán bộ để tìm ra những người có đủ năng lực, trình độ, khả năng đối thoại, xứng đáng là gương mặt đại diện cho đơn vị để làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. Các ngành, các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân cần lưu ý chấn chỉnh lại thái độ tác phong trong làm việc và tiếp dân, đẩy mạnh việc thực hiện họp trực tuyến từ tỉnh đến xã. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ sớm xây dựng đề án đô thị thông minh, đầu tư trang thiết bị hoàn thành việc xây dựng và khẩn trương đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công vào hoạt động. Sáng nay, báo Quân đội Nhân dân đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ Anapad trao tặng hệ thống xử lý tế bào tầm soát ung thư cổ tử cung MacPrep Pap Test cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tham dự lễ trao tặng có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện công ty Anapad, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên và đại diện cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Phát biểu tại lễ trao tặng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã cảm ơn sự quan tâm của báo Quân đội Nhân dân và lãnh đạo công ty Anapad đã tặng hệ thống này cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hệ thống tầm soát ung thư cổ tử cung có ý nghĩa rất đặc biệt trong việc chẩn đoán bệnh sớm, ngăn chặn sự phát triển của ung thư hoặc điều trị ở giai đoạn sớm, đẩy lùi tỷ lệ tử vong. Đồng chí yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần tiếp nhận nhanh công nghệ và vận hành khai thác hiệu quả thiết bị để phục vụ bệnh nhân. Tại buổi lễ, lãnh đạo công ty Anapad cam kết sẽ chịu trách nhiệm bảo hành 5 năm cho hệ thống tầm soát ung thư cổ tử cung, đồng thời sẽ tài trợ tối thiểu 1.500 kit mẫu bệnh phẩm miễn phí phục vụ việc tầm soát ung thư cổ tử cung cho bệnh viện. Hệ thống tầm soát ung thư cổ tử cung MacPrep Pap Test của Hàn Quốc là hệ thống tiên tiến được sử dụng công nghệ màng lọc kép cho kết quả chẩn đoán chính xác tới hơn 90% so với các phương pháp thông thường. Hệ thống này có trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 11, Urenco 11 có địa chỉ tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, thành phố Hưng Yên đã tiến hành tiêu hủy trên 500kg sản phẩm nước rửa bát là tang vật vi phạm hành chính, bị tịch thu. Trước đó, vào ngày 15 tháng 11 năm 2018, Đoàn Kiểm tra Liên ngành 389 thành phố đã tiến hành kiểm tra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Thương mại Fly Việt Nam chi nhánh Hưng Yên với ngành nghề sản xuất kinh doanh sản phẩm nước giặt và nước rửa bát có địa chỉ tại xóm 2, đội 10, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa. Quá trình kiểm tra đã phát hiện công ty có hành vi sản xuất hàng hóa có nhãn hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa và nơi sản xuất hàng hóa. Đoàn đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 26 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm và đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất của công ty trong thời gian 3 tháng. Thống kê tại phòng tiêm chủng Sapo Hưng Yên, từ đầu năm đến nay có 202 người bị chó mèo cắn tới tiêm phòng vaccine bệnh dại. Số người đi tiêm phòng vaccine bệnh dại tập trung nhiều ở thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động. Hiện nay thời tiết đang bước vào giai đoạn nắng nóng, làm tăng nguy cơ chó mèo mắc bệnh dại. Đây là bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu mà chỉ có thể phòng bệnh bằng cách tiêm phòng vaccine dại sớm, đúng và đủ liều. Nếu để đến khi bệnh nhân lên cơn dại thì tỷ lệ tử vong là 100%. Vào đầu tháng 4, tại tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận trường hợp hai cha con tử vong vì bị chó dại cắn. Vì vậy, khi bị chó mèo cắn, người dân cần đi tiêm phòng vaccine bệnh dại. Các hộ nuôi chó thả rông cần thực hiện các quy định của ngành thú y như dọ mõm, chủ động tiêm phòng dại cho chó, mèo. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở nhiều tuyến đường, tuyến phố trong thành phố Hưng Yên diễn ra tình trạng nhà dân tự ý chiếm dụng vỉa hè làm lán để xe ô tô, gây cản trở lối đi bộ và làm mất mỹ quan đô thị. Dọc các tuyến đường Nguyễn Huệ, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Trãi, Đông Thành, Bắc Thành, Bùi Thị Cúc, Hoàng Văn Thụ, không khó để bắt gặp những lán xe bằng khung sắt nhô ra trước cửa nhà chiếm hết phần vỉa hè như thế này. Theo cách nói của nhiều người thì đây là những chuồng cọp làm mất đi đường thông hè thoáng. Thực tế này đã diễn ra từ vài năm nay, các cơ quan quản lý của thành phố Hưng Yên cũng đã biết. Một số năm về trước thì theo ý kiến của cử tri thì trên địa bàn thành phố, nhất là chỗ phường Lê Lợi, có một số hộ gia đình đã sửa cái cổng, đấy, gia cố cái cổng để làm nơi đỗ xe. Đấy, thì sau ý kiến cử tri thì ủy ban thành phố đã kiểm tra và đã cái việc ấy xảy ra là đúng. Thế thì ủy ban thành phố đã chỉ đạo ủy ban dân phường, trong đó có phường Lê Lợi,
là tuyên truyền vận động là nhân dân tháo dỡ. Phường Lê Lợi là địa phương làm điểm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng vẫn để tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm lán để ô tô diễn ra ở một số tuyến đường, nhiều nhất là đường Hồ Xuân Hương và đường Nguyễn Huệ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Lê Lợi cho biết, phường đã ra quân kiểm tra xử lý, yêu cầu các hộ chiếm dụng phải phá bỏ lán, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thể xử lý dứt điểm tình trạng này. Hiện nay còn một số hộ thì họ cũng nuôi vào, nhưng vẫn ra cái chuyện là chống đối, cũng có thể là nửa đêm thì họ lại tiếp tục, không có chỗ gửi xe thì họ lại tiếp tục họ để xe vào. Cho nên là cái việc xử lý này chúng tôi vẫn đang kiên quyết để vận động gia đình để tự giác tháo dỡ. Tình trạng biến vỉa hè thành lán xe diễn ra chủ yếu ở các tuyến đường, tuyến phố có đông dân cư sinh sống, diện tích nhà chật, không có chỗ để xe ô tô nên phải tận dụng vỉa hè. Gia đình này được làm thì gia đình khác cũng làm theo. Dù biết hành vi chiếm dụng vỉa hè là vi phạm, chính quyền địa phương cũng đã nhắc nhở, nhưng nhiều gia đình vẫn chưa tự giác phá bỏ lán xe. Thì trông nó cũng có những cái hơi vướng mắt một chút. Nhưng mà ở cái thành phố Nghiên này, gửi xe gửi cổ những cái chỗ nó lại không có. Mọi người dân ở đây cũng thế thôi. Thế thì như vậy là có làm thêm một cái chỗ mà để xe. Nếu như vận động mà các hộ dân cố tình thì chúng tôi cương quyết xử lý theo quy định. Và chúng tôi sẽ cương quyết làm bằng được để đảm bảo vấn đề trật tự đô thị cũng như là về cái nếp sống văn hóa an ninh. Để xử lý triệt để tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm lán xe, cần sự kiên quyết của chính quyền các phường, trong đó xử lý những hộ vi phạm, tránh sự nể nang, đồng thời kịp thời ngăn chặn các hộ có ý định làm lán xe trên vỉa hè. Để trả lại đường thông, hè thoáng, những gia đình có lán xe lấn chiếm vỉa hè cần tự giác tháo dỡ, cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 3 ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm chết một người. Địa bàn xảy ra tai nạn giao thông là xã Tống Chuyên, huyện Phù Cừ. So với 3 ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2018, kỳ nghỉ lễ năm 2019, số vụ tai nạn giao thông và số người chết không tăng không giảm. Về hoạt động vận tải khách ổn định, không có tình trạng tranh giành khách và chở quá số người quy định. Trên các tuyến đường quốc lộ và đường tỉnh không xảy ra ùn tắc giao thông. Trong công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 351 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền xử phạt trên 270 triệu đồng. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 15 trường hợp, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ 20 trường hợp và điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm 221 trường hợp. Tại vòng 2 giải hạng nhất quốc gia 2019 diễn ra cuối tuần vừa qua, câu lạc bộ Phố Hiến đã có chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Đắk Lắk, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 2 vòng đấu. Câu lạc bộ Phố Hiến trong trang phục màu xanh đã tạo ra thế trận lấn lướt đội chủ nhà Đắk Lắk. Phút 25, câu lạc bộ Phố Hiến đã có bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo Xuân Nam. Đến phút 57, Xuân Nam hoàn tất cú đúp với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trên chấm phạt đền. Phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2, Văn Tuấn mới ghi bàn danh dự cho Đắk Lắk. Với chiến thắng này, câu lạc bộ Phố Hiến đã giành được 6 điểm sau 2 lượt trận, tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đây là sự khởi đầu ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh trong lần đầu tiên tham dự giải hạng nhất quốc gia. Trận đấu tiếp theo vào 17 giờ ngày 20 tháng 4, câu lạc bộ Phố Hiến sẽ tiếp câu lạc bộ Cần Thơ trên sân nhà BVF. Mời bà con và quý vị đến với mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa bà con và quý vị, nhằm góp phần hỗ trợ nông dân thuận lợi hơn trong phát triển sản xuất, chăn nuôi và chủ động được đầu ra cho sản phẩm, huyện Tiên Lữ đã đẩy mạnh thành lập các hợp tác xã liên kết gắn việc thực hiện sản xuất chăn nuôi an toàn với bao tiêu sản phẩm. Đến thời điểm này, huyện đã thành lập được 13 hợp tác xã liên kết và là một trong những huyện thành lập được hợp tác xã kiểu mới nhiều nhất tỉnh. Trong đó có 6 hợp tác xã liên kết chăn nuôi, 2 hợp tác xã sản xuất rau an toàn, 2 hợp tác xã nấm và 3 hợp tác xã trồng nhãn cây ăn quả, thu hút gần 200 thành viên tham gia. Hoạt động theo phương thức trao đổi hỗ trợ về khoa học kỹ thuật sản xuất sản phẩm sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp, cung ứng giống chất lượng và đảm bảo bao tiêu sản phẩm ra thị trường, góp phần giảm chi phí, nâng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho các hộ thành viên. Các hợp tác xã này bước đầu đều mang lại hiệu quả thu lãi đạt từ 500 đến trên 1 tỷ đồng một năm một hợp tác xã.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện nay, song song với việc phòng chống dịch bệnh, người chăn nuôi cần thực hiện biện pháp an toàn sinh học để tiếp tục duy trì ổn định, phát triển đàn lợn. Trước tiên, người chăn nuôi cần lưu ý khoảng cách từ chuồng trại đến nơi thường xuyên tập trung đông người, đường giao thông chính, nguồn nước mặt tối thiểu 100 mét. Trại chăn nuôi phải có tường hoặc hàng rào bao quanh nhằm kiểm soát được người, động vật ra vào trại và phải bố trí riêng biệt khu chăn nuôi. Các thiết bị dụng cụ chứa thức ăn, nước uống phải dễ vệ sinh, tẩy rửa sau mỗi lần sử dụng. Lợn giống mua về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, có đầy đủ giấy kiểm dịch và phải có bản công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo. Không sử dụng thức ăn thừa của đàn lợn đã xuất chuồng, thức ăn của đàn lợn đã bị dịch cho đàn lợn mới. Nước dùng cho lợn uống phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Chất sát trùng tại các hố sát trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi và chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày. Tất cả các phương tiện vận chuyển khi vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi phải đi qua hố khử trùng và phải được phun thuốc sát trùng. Mọi người trước khi vào khu chăn nuôi phải thay quần áo, giày dép và mặc quần áo bảo hộ của trại. Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi ít nhất 2 tuần một lần, phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng nuôi ít nhất 1 lần một tuần khi không có dịch bệnh và ít nhất 1 lần một ngày khi có dịch bệnh, phun thuốc sát trùng trên lợn 1 lần một tuần khi có dịch bệnh bằng các dung dịch sát trùng thích hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Hiện lúa đang trong giai đoạn làm đồng, một số diện tích đã bắt đầu trộ bông. Đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các loại sâu bệnh gây hại. Nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới năng suất chất lượng khi thu hoạch. Theo Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, hiện trên các trái lúa, sâu quân lá nhỏ, sâu non gây hại rải rác, đặc biệt ở những ruộng xanh tốt, ruộng bón nặng đạm. Đa số tuổi 2-3-4, dày nâu, dày lưng trắng xuất hiện với mật độ phổ biến từ 30-50 con một mét vuông, nơi cao 100-150 con một mét vuông. Dự báo sâu non sẽ nở rộ từ 22-29 tháng 4 năm 2019 và có khả năng gây hại trên các trái lúa ở giai đoạn đứng cái làm đồng, đặc biệt ở những ruộng cây sớm bón nặng đạm. Dày nâu, dày lưng trắng tiếp tục phát sinh và gây hại gia tăng mật độ từ nay đến cuối vụ, chủ yếu trên diện tích gieo cấy sớm, trên các giống lúa nhiễm dày. Để phòng trừ hiệu quả sâu bệnh gây hại, Trạm Bảo vệ Thực vật các huyện, thành phố cần làm tốt công tác dự tính dự báo. Lưu ý bà con không phòng trừ những nơi có mật độ sâu thấp để tránh bùng phát dày cuối vụ, tiết kiệm chi phí và giảm ô nhiễm môi trường. Thưa bà con và quý vị, nhãn vải là một trong những loài cây có giá trị kinh tế cao nhưng lại dễ bị sâu bệnh gây hại. Một trong những đối tượng sâu bệnh gây hại đáng chú ý đó là sâu đục cuống quả, gây ảnh hưởng trực tiếp, chất lượng và giá trị kinh tế. Do vậy, các nhà vườn cần chủ động các biện pháp phòng trừ. Sâu đục cuống quả có vòng đời từ 22-23 ngày. Sau khi vũ hóa trưởng thành thì đẻ trứng trên lá, lộc non, chùm quả. Trứng loài này rất nhỏ, sau từ 3-5 ngày thì bắt đầu nở, sâu non đục gân lá ở thời kỳ phát triển lá, đục cuống quả ở thời kỳ quả nhỏ. Tận dụng nguồn dinh dưỡng ở phần cơm của hạt, khi quả lớn thì đục phần thịt xung quanh cuống quả gây rụng quả hàng loạt nếu không phòng chống kịp thời. Cái giai đoạn quả mà có cái màu hạt quả nó chuyển từ xanh sang nâu, đấy, thì lúc ý là cái thời điểm mà cái con sâu đục cuống quả vải nó gây hại lớn nhất và trừ vào cái thời điểm đó thì mang lại hiệu quả là lớn nhất. Theo khuyến cáo của Chi cục Bảo vệ Thực vật, sâu đục cuống quả vải, nhãn đang và sẽ tiếp tục gây hại cục bộ. Phòng trừ sâu đục cuống quả vải hiệu quả khi sâu trưởng thành bằng các thuốc đặc hiệu. Phòng trừ có hiệu quả nhất hiện nay chúng tôi cho rằng là cái Vitaco là cái thuốc mà lưu dẫn có một cái hiệu lực lâu dài thì cũng cho chúng ta cái hiệu quả phòng trừ đối với sâu đục cuống quả vải là rất là tốt. Và nếu mà xác định rằng là cái đợt bướm da gây hại ấy nó có thể kéo dài thì cái việc dùng thuốc Vitaco ấy tôi cho rằng là lại là một cái phương án đối phó với lại cái thời gian xuất hiện kéo dài của con bướm ấy rất tốt.
Nghiên cứu của Viện Bảo vệ Thực vật cho thấy, việc không áp dụng các phương pháp phòng trừ đúng, tỷ lệ sâu đục cuống có thể lên tới 90%. Giai đoạn phòng trừ tốt nhất là phòng trừ con trưởng thành sẽ giảm tối đa sự đẻ trứng, từ đó giảm sự gây hại của sâu. Do đa phần người dân không nhận biết được do sâu đẻ trứng rất nhỏ, người trồng chỉ phát hiện ra khi quả bị rụng. Vì vậy, việc phòng chống sâu đục cuống quả nhãn vải là vô cùng khó khăn. Do đó, để phòng chống hiệu quả, bà con cần thăm kiểm tra và phun trừ sớm theo khuyến cáo của Trạm Bảo vệ Thực vật bằng các loại thuốc có hiệu lực như đã hướng dẫn ở trên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.